Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học tới phần 3. Chúng ta sẽ học về CRM. Anh tên là Minh, là một trong 4 trên công ty. Công ty mình có 4 trên ha. Thì hôm qua các bạn đã gặp cô Chi và cô Ly. Thì cuối tuần này các bạn sẽ gặp thêm một anh nữa tên là Nam. Rồi. Thì nhiệm vụ của trainer là cung cấp đào tạo, giải đáp những thắc mắc của tất cả các bạn luôn. Ở trong cái phòng, tất cả các phòng ban trong công ty luôn, về cái product, về sản phẩm, về tính năng, cách thực hiện. Cho nên là bây giờ mình là một người một nhà rồi. Thì mà từ giờ trở đi các bạn không biết cái gì, bất kỳ ai trong các bạn không hiểu vấn đề gì về sản phẩm cũng có thể bên một trong 4 trên bất kỳ ai để hỏi, đi thẳng cũng như ở phòng chương trình này, được không? Rồi sao nó bị như vậy, có hơi rồi đúng không? Rồi hôm qua các bạn học về sản phẩm, học về cách tạo, cách sắp xếp, rồi cách làm sao thể hiện nó trên website. Và bây giờ anh sẽ mở lại cái website lên cho các bạn xem. Đó, những cái gì mà mình thể hiện trên này. Rồi, những cái gì mình thể hiện trên này là do mình chỉnh sửa màu sắc. Thấy cái màu này nó nữ tính không? Thấy không? Màu nữ tính, hình ảnh bỏ muốn bỏ lên trên này cho mình. Hôm qua là mình đã học. Được không? Rồi. Đó. Tạo sản phẩm, bỏ hình ảnh sao, giá bao nhiêu, giảm giá như thế nào, nó đều được thể hiện và nó đều được chỉnh sửa bởi ngày hôm qua. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học tới lesson 3. Chúng ta sẽ học về CRM, chúng ta sẽ học về Connect to Other Social Media, chúng ta sẽ học về Affiliate, học về bán hàng và học về tổng kết kinh doanh bán hàng. Đó, ngày hôm nay là hầu như là một cái nội dung mà gần như là anh sẽ đi cùng với các bạn xuyên suốt hết cả cái tất cả những cái thông tin quan trọng nhất về GoSell. Được không? Đó, nội dung của ngày hôm nay chúng ta sẽ học những cái này. Rồi bây giờ để mà cái về cái lịch trình cũng như là cái phòng họp của mình đó, thì theo như lý thuyết đó là cứ mỗi buổi sáng 2 tiếng, buổi chiều 2 tiếng. Tuy nhiên riêng cái ngày hôm nay nè, nó có một chút kẹt phòng, cho nên buổi sáng các bạn học với anh 1 tiếng và buổi chiều các bạn học với anh 3 tiếng. Rồi mình sẽ đi vào cái phần đầu tiên trong cái buổi ngày hôm nay. Thì nói chung nguyên nội dung ngày hôm nay là do anh handle hết, cho nên là anh sẽ dạy các bạn theo những cái cách của anh để làm cho các bạn nhớ nhanh nhất. Được chưa? Rồi, hôm qua chúng ta đã tạo được sản phẩm và bỏ lên trên cửa hàng trực tuyến để bán rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đi mua nó. Được không? Thì bây giờ mình đăng sản phẩm lên để mình chờ cái gì? Chờ người mua thôi chứ chờ cái gì giờ? Đúng không? Chờ người mua là để làm cái gì? Để có tiền, để đếm tiền, đúng không? Để tính được tiền lời. Đó là như vậy. Được chưa? Rồi, đó nội dung ngày hôm nay là như vậy ha. Thì khi mà mình làm cái gì cũng vậy á, mình sẽ có một cái quy trình. Hôm qua mình đăng bán rồi, thì bây giờ hôm nay là mình sẽ đi bán hàng. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cần nhớ những cái như sau. Anh sẽ đợi một chút, anh sẽ mở cái sample. Lát vậy, lót của không xong nữa. Chậm quá ta. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi bán hàng. Bán hàng á, thì các bạn cần phải nhớ theo như cái buổi overview hôm qua. Hôm qua ai ai dạy các bạn overview? Cô nào? Rồi buổi chiều ai? Chi đúng không? Rồi ủa chị chứ cô Ly dạy gì? Hôm qua lúc sáng rồi nhưng ý là buổi chiều á, là buổi chiều overview đúng không? Có overview đúng không? Tổng quan đúng không? Rồi vậy anh hỏi nè, mình có bao nhiêu kênh bán hàng? Bây giờ là mình đăng sản phẩm rồi đúng không? Bây giờ mình đi bán hàng nè, mình có thể bán hàng qua bao nhiêu kênh? Nói cho anh nghe coi, anh sẽ gõ vô. Bất kỳ ai trả lời đại cũng được, không cần phải nhớ hết tất cả. Bạn mới nè, bạn nghĩ cái gì bạn trả lời cái đó cũng được, không sao. Coi như là hôm qua chưa học, hôm nay bắt đầu học cũng được, anh sẽ có cách giúp bạn. Rồi bán hàng Facebook, đấy, cứ trả lời đi. Trời ơi, trời, vô. TikTok, cứ trả lời đi tụi em, mạnh dạn lên. Trời ơi, đó, chính xác cái là cái cần trả lời đầu tiên đó. Web. Rồi bán hàng qua đâu nữa mọi người? Cái gì? Shopee rồi đó. Cái gì nữa các bạn? Nhiều lắm. Gomua. Ghê ghê ghê. Rồi bây giờ tạm thời coi như là mình nói tới đó thì mình chưa nhớ. Anh sẽ để tất cả những cái giống như là đây là một cái bảng trên tường của anh em mình hôm nay đây. À, không còn gì nữa, nhiêu đây thôi hả? Cửa hàng trực tuyến. Ê, cửa hàng trực tuyến à, nếu mà dùng từ đó là các bạn cần phải chỉnh lại cho anh nha. Cửa hàng trực tuyến nghĩa là gì? Cửa hàng trực tuyến tức nghĩa là không phải cửa hàng trực tiếp. Thì cửa hàng trực tuyến nãy giờ các bạn đang trả lời đều là cửa hàng trực tuyến hết á, đúng không? Nó gọi là bán hàng qua POS. Có học cái này không? Thôi trời ơi, còn cái gì nữa, nhiều lắm. GoSell mình chỉ quản lý nhiêu đó thôi sao? Anh vẫn chơi hay nói thiệt? Nhiêu đây thôi hả? Zalo, trời có Facebook có Zalo, trời ơi, chơi liền tụi em. Gì nữa? Ngồi bắt đầu ngồi suy nghĩ, bắt đầu nát óc ra luôn. Giờ anh giống như anh chơi tô màu quá. Giờ anh ngồi anh chơi tô màu, anh chỉnh sửa mấy cái này. Thoải mái, học với anh là feel free. À, anh quên anh chưa biết tên các mọi người, anh từ bên phải qua giới thiệu lại giúp anh với. Em tên là Quân. Bạn Quân, hello. Em tên Bảo. À, hello Bảo. Thảo hay Hảo? Hảo. À. À Trinh. Trinh Hảo. À, Bảo, Quân. Rồi. Suy nghĩ đi mọi người, anh đang đợi các bạn trả lời. Tại vì khi các bạn trả lời, các bạn suy nghĩ trả lời, các bạn sẽ đầu óc, các bạn sẽ tư duy. Mà giống như là các bạn đang tự học. Hiểu chỗ này không? Chúng ta học ở trong cái công ty, học ở lúc doanh nghiệp, nó sẽ không có như là học phổ thông, mà mình sẽ cùng nhau brainstorm, mình cùng nhau học bài. Anh chỉ mớm lời cho các bạn thôi, được chưa? Bây giờ là Quân nè, anh sẽ nói tên là Bảo nè, Hảo nè, Trinh nè. Rồi sao nữa, bán hàng kênh nào nữa tụi em? Bán hàng qua app, trời ơi, một cái tiệt chiêu như vậy mà không nhớ sao? App là app gì ta? Có cái ông này, ông trả lời đầu câu đầu rất ngon cho đến câu sau. App của Go App ra đúng rồi đó, nhưng mà cái tên chuyên nghiệp của nó gọi là app thương hiệu. Nhớ nha, rồi anh sẽ để luôn, mất công quên nè. Bây giờ anh để đây, bạn nào mà muốn xin những cái link của cái chatbot này để ngày hôm nay thì bạn cứ nói nha, anh sẽ chia sẻ nha. Cái cách anh học nó rất thực tế như vậy, mình sẽ cùng nhau mình giải quyết, giống như mình đổ lên bàn này là tất cả những cái material, và sau khi chiều hôm nay bước ra là mình sẽ biết hết những cái material đó. Được chưa? Rồi bán gì nữa tụi em? Chưa đủ đâu. Anh muốn các bạn nè, thậm chí anh cái list bài ngày hôm nay của anh rất nhiều đúng không, nhưng mà anh dùng rất nhiều thời gian ban đầu để anh brainstorm với các bạn. Anh sẽ áp dụng cái kỹ thuật là nếu mà có 7 tiếng để đốn khúc cây thì anh dùng hết 4 tiếng để anh mài đều. Ừ? Bán qua SMS có luôn à, GoSell có luôn nha, quá thông minh cô nàng, không học cái này chắc các bạn khác không biết đâu. Có nha, chúng tôi có luôn nha. Đã có SMS thì có thêm cái là chứ gì nữa, bán hàng qua chứ gì nữa con. Trời ơi tụi em, người ta đã mớm cái này rồi mình phải nghĩ cái kia liền. Còn nói gì nữa à, cái đó thì hiện tại chưa, nhưng mà sẽ nha. Cứ hỏi đi, giống như bây giờ là mình cùng nhau mình brainstorm luôn để mình nhớ luôn nè. Chứ mình không có cần sách vở gì nhiều, học với anh Minh không có cần sách vở. Mấy hàng qua đâu nữa? TikTok, Lazada, Shopee, Gomua, Zalo, Facebook, website, POS, app, bán hàng qua landing page. Từ này có vẻ chuyên môn mọi người không nhớ đúng không? Landing page có nhớ không? Hả? Có nhớ được cái từ này không? Cái từ này là một trong những từ chuyên môn, có thể một số bạn không biết trước khi vào công ty này. Rồi anh nhắc tới đây có nhớ không? Rồi bán hàng qua đâu nữa? Ôi trời, bán hàng qua kênh cộng tác viên có biết được không? Hôm qua có nghe tới cái này chưa? Ở ở các chàng trai và cô gái chưa nghe không sao, vậy thì hôm nay nghe. Bán hàng qua đâu nữa? Đại lý có nghe chưa? Hôm qua có nghe từ này chưa? Rồi cỡ chữ như vậy đã đủ lớn chưa các bạn? Có cái chữ nào mà các bạn nhìn không rõ không? Ok chưa? Màu sắc, cỡ chữ đó, đã hết sức rõ ràng. Chúng ta không có gì mà gọi là anh ơi em không thấy rõ nha. Sau những phút giây này anh muốn các bạn nhớ luôn giùm anh cái bảng này. Rồi bây giờ cách nhớ như thế nào? Đừng có nhìn thấy nhiều như vậy mà mình ngại. Đừng có thấy nhiều như vậy mà mình ngại. Mình chỉ cần phân định theo cái cách logic như sau. Chúng ta bắt đầu khởi nguồn từ cái từ OIO. OIO là gì? Mà có được giải thích chưa? Online and offline. Vậy thì offline chúng ta có cái đầu tiên. Được không? Được không? Rồi, bây giờ mình sắp xếp. Online and offline đúng không? Rồi offline tôi có. POS là gì? Là cái hệ thống quản lý tính tiền, máy in tem, in bill tích ngay tại cửa hàng mà các bạn hay mua đó đúng không? Một cái vậy. Còn online là những cái dưới này, được chưa? Đó, mình nhớ vậy đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân ra như vậy. Rồi ở dưới nó là online, ở trên nó là offline. Rồi vậy đi, vậy cho nó ghê chút. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục, vẫn còn nhiều quá, online nó nhiều quá, làm sao em nhớ hết được, làm sao em nhớ hết được. Chúng ta bắt đầu sẽ phân tiếp. Các bạn nhìn vô cái nhóm online đó, có những cái nó thuộc về mạng xã hội là cái nào. Rồi bây giờ anh cho nó mỗi màu riêng, mà bán hàng POS anh sẽ cho nó là cái màu, rồi giữ nguyên màu xanh. Rồi bây giờ nhóm mạng xã hội một màu là màu nào, là cái nào là nhóm mạng xã hội. Rồi Facebook lôi tên nó là đầu tiên, cho nó màu xanh. Cái nào là mạng xã hội nữa? TikTok, Zalo. Tôi sẽ giữ Zalo. Rồi, nhưng mà TikTok bây giờ nó lai lai giữa một cái mạng xã hội và một cái sàn thương mại điện tử. Vậy chúng ta sẽ đến với nhóm thứ ba. Cái nào là sàn thương mại điện tử? Shopee. Shopee chắc phải màu cam cho nó đúng rồi. Đúng không tụi em? Cái nào là sàn thương mại điện tử nữa? Lazada. Anh xin phép mà anh ưu ái thằng kia hơn cho nên anh cho nó màu cam luôn, mặc dù nó không phải màu cam. Rồi cái nào là sàn thương mại điện tử nữa? Đúng không? Đúng không? Gomua cũng là một sàn thương mại điện tử. Xin các bạn phải nhớ điều đó. Mặc dù nó là đứa con tinh thần của mình, nhưng nó là một sàn thương mại điện tử. Nắm thế này không? Đấy, mình xếp vô vậy. Hiện tại thì chúng ta đang có tính năng liên kết kho với Tiki, nhưng chúng ta chưa có liên kết các đơn trên Tiki. Rồi. Những cái còn lại chúng ta sẽ phân theo dạng cái nào liên quan mà dính đến một cái website đâu. Nó đầu tiên nó là cái web. Landing page cũng dính đến một website. App thương hiệu cũng được chỉnh sửa bởi một website. Hôm qua có được chỉnh sửa thao tác test thực hành cái chỉnh sửa app web không? Có chỉnh sửa app không? Bậy rồi, vậy là bậy rồi. Nhớ như vậy là sai. Bất kỳ những cái gì mình chỉnh trên web nó đều được coi giao diện trên app hết. Ví dụ anh sẽ ôn bài cho các bạn đây. Nhớ như vậy là chưa đúng, cho nên không sao. Bây giờ chưa đúng thì bây giờ mình nhớ lại thôi, coi như là anh Minh sẽ chữa lỗi ở chỗ này. Chậm quá, phải dùng tới mạng local coi, đúng không? Rồi ngon lành. Rồi, bất kỳ khi các bạn chỉnh sửa cái giao diện gì cũng vậy, thì ở trên cái trang của mình á, nó có ba cái icon chỗ này, thấy chỗ này không? Đây là giao diện mình xem trước với giao diện là trên máy tính website. Đây là giao diện mình xem trước là bằng web ở trên mobile là điện thoại, và đây là giao diện ở trên ứng dụng, hiểu không? Mình chỉnh sửa cái gì đó mình cũng vào đây mình coi lại trước khi mình bấm xuất bản hoặc bấm lưu. Nắm chỗ này không? Được không mọi người? Được không? Ừ. Cho nên là hôm qua học bài chỉnh sửa website thì cũng coi như là chỉnh sửa luôn cả cái giao diện của cái gì? App thương hiệu. Nhớ nha mọi người. Rồi hôm qua giảng viên đã đưa cho các bạn kiểm chứng xem cái app thương hiệu trên điện thoại chưa? Ừ. Có show cho mọi người coi cái cái app này không? Đây, điện thoại anh nè. Anh phải mở từ đầu để cho tụi nó kêu làm chứng chứ mất công kêu hả anh Minh xạo nữa. Đây là cái ứng dụng. Tất cả những cái ứng dụng mà được trình bày ở trên điện thoại thì người ta gọi là app hay là từ là ứng dụng. Được chưa? Thì cái ứng dụng thương hiệu nó là như vậy. À, tìm Trinh Ninh có cái app nha. À, vô đây. Ủa sao nó lót chậm dữ vậy? Đây. Những cái gì mà anh đang trình bày trên app như vậy. Đó, nó không hề khác với những gì mà anh đang trình bày ở trên web. Mình vừa coi. Nè đó. Ở trên web anh có cái thông tin gì? Nè các bạn nhìn đi. Ở trên app anh có những cái đó. Đúng không các bạn? Được không? Được chưa? Rồi. Anh show ra cho các bạn coi. Tại vì lý do là các bạn nói rằng là hôm qua các bạn không có biết cái chỉnh sửa cái app. Như vậy là nó chưa đúng. Chỉnh sửa web là cũng đồng nghĩa với chỉnh sửa ở trên app luôn. Được chưa? Tại vì sao vậy? Chúng ta cung cấp một giải pháp đồng bộ. Đó là những điểm mạnh của chúng ta. Chỉnh một. Chỉnh chi nhiều. Đúng không? Cái ông mà ông ngồi chỗ giao diện mà ông phát nhiều ông cũng quay ra ông chửi. Đúng không? Thử mà mình bắt chỉnh chỗ này chỉnh chỗ kia thì khi mà ông chỉnh á, sếp ông giao cho ông chỉnh cái ông thôi. Sao mấy thằng này nó làm kỳ cục, nó có cái chỗ nào mà chỉnh một nút một mà nó ra được nhiều chỗ không? Có GoSell. Được không? Cho nên là chúng ta đang làm những cái công chuyện như vậy là giúp cho khách hàng tối ưu hóa cái thao tác khách hàng. À, cái này coi như anh ôn lại bài hôm qua. Được chưa? Rồi mình trả lại bài ngày hôm nay. Vậy còn những cái này là cái gì? Mình phân thành cái gì? Theo mọi người. 4 cái này nó gọi là hình thức bán hàng. Được chưa? Được không? Rồi bây giờ SMS là nhắn tin. Đối nghịch lại nhắn tin thì chúng ta có gọi điện thoại. Nhớ nha. Rồi. Xã hội bây giờ phát triển. Các bạn lên trên Facebook các bạn thấy nhan nhãn những cái rau là tuyển cộng tác viên bán hàng. Đúng không? Cái gì cái câu gì mà muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Đúng không? Câu trend đúng không? Đó, cộng tác viên cùng nhau đi xa bay xa. Chúng ta có luôn. Đại lý là một hình thức kinh doanh rất phổ biến ở Việt Nam xưa giờ rồi. Các bạn hiểu được cái từ kinh doanh đại lý và phân phối hàng hóa chưa? Có nắm từ đó không? Đó, nó là những hình thức kinh doanh. Rồi bây giờ dễ nhớ hơn chưa? Một đống cái sticker ban đầu. Nó rất lộn xộn đặt ở trên bàn. Và bây giờ anh giúp các bạn nhóm ra thành từng nhóm như vậy. Có dễ nhớ hơn không? Rồi bây giờ anh ví dụ anh không xe nữa. Ví dụ như bây giờ anh không xe nữa, anh hỏi một câu hỏi giống như ban đầu. Chúng ta có bao nhiêu kênh bán hàng vậy mọi người? Cách các bạn trả lời cho anh sẽ cho thấy rằng các bạn có nhớ được cái logic anh dạy các bạn hay không. Chúng ta có bao nhiêu kênh bán hàng vậy các bạn? Có thể kể cho anh nghe không? Mời. À, Quân. TikTok. Khoảng 11 kênh. À rồi ok, thích trả lời tổng thì cũng được. Cách anh đang muốn các bạn logic thôi. Rồi câu trả lời 11 và đầu tiên nó là TikTok. Chính xác, nó là logic. Chúng ta sẽ trả lời theo từng nhóm. Hiểu không? Chứ đừng có nhớ cái gì bạ, cái gì trả lời cái đó là mình sẽ không có nhớ hết được. Được không? Mình phân nhóm ra. Rồi, TikTok, Lazada và Shopee. Thiếu một cái nha, tôi cảm thấy tôi tự hào về nó lắm mà bài trả lời thiếu là tôi rất là giận. Gomua. Chính xác, nó là em đang trả lời đầu tiên, đó là nhóm đầu tiên, đó là nhóm sàn thương mại. Rồi mời Bảo. Còn kênh nào nữa em? Một kênh nữa là web, landing page và app thương hiệu. tuyệt vời đó. Nhóm thứ hai mời Hảo. Facebook, Zalo, nhóm mạng xã hội, tuyệt vời. Em cuối cùng bán qua các hình thức kinh doanh phổ biến hiện tại. Nó có những cái hình thức như vậy, thì trong cái nhóm hình thức nó có gì? Tôi không thích gọi thì tôi nhắn tin, đúng không? Tôi không thích kêu người ta bán giùm thì tôi giao hàng nhưng người ta bán giùm qua đại lý. Rồi đó, cách mình nhớ như vậy đó cho nó nhanh. Còn kênh gì nữa ta? Bán hàng truyền thống đó. Rồi thuộc bài chưa? Nắm được cái này không? Dễ nhớ không? Ban đầu nó nhiều vậy ha. Tuy nhiên là chúng ta đã cùng với nhau gọi là coi như là thuộc bài, được không? Rồi từ giờ ở đây học với anh Minh là sẽ học theo cái cách logic như vậy cho nó nhanh, được không? Rồi bây giờ việc của chúng ta là hôm nay là chúng ta sẽ trọn vẹn ngày hôm nay là chúng ta sẽ làm hết những cái đơn hàng từ những cái ô này, xử lý nó, được không? Rồi chúng ta sẽ đến với cái đầu tiên. Cái đầu tiên nhất và cũng là cái phổ biến nhất và tưởng chừng như là đơn giản nhất, tất cả đối thủ bên ngoài đều có, đó là cái POS. POS nó nằm ở bên mình thì là đang để cái POS bán hàng tại quầy nằm trong cái nhóm tab nó gọi là đơn hàng. Các bạn đã có tài khoản vào trang admin chưa? Rồi đúng không? Ủa em đi làm hôm nay là chưa lấy máy, lát nữa lấy rồi, xíu lấy nha. Đây các bạn nhìn nè, chúng ta vào danh sách ấy, vào đơn hàng, chúng ta sẽ có cái tính năng là POS bán hàng tại quầy ở đây nè mọi người nha. Khi click vào đây chúng ta sẽ thấy một cái trang giao diện, nó có đập vô mắt mình là nó có cái chữ đơn hàng một. Đây là cái thiết kế của product mình thôi, tức nghĩa là nó là đơn hàng đầu tiên và tính năng mở rộng của nó là cùng một lúc bạn có thể mở nhiều đơn. Tính năng này giúp cho khách hàng cái vụ gì mọi người, theo mọi người? Ai trả lời cũng được. Em có đi làm trong chỗ ngành điện lại thì có một người khách trước đó muốn lấy thêm cái gì đó nên mình sẽ đơn hàng một dành cho khách A đang tính tiền cái ơi em khoan anh quên anh đi lấy thêm cái này rồi mời anh bước lít vô đơn hàng hai, mời anh tiếp theo anh B bước lên, chứ không lẽ ngồi đợi ông đi hết siêu thị mới tính tiền cho ổng chắc hết giờ, đúng không? Muốn mở những cái đơn hàng này sao không được. Rồi đó là đập vô mắt mình. Thì đối với POS là các bạn thấy là giao diện nó cũng khá là đơn giản như vậy. Nó đang thể hiện đơn hàng thứ bao nhiêu, chi nhánh đang bán là chi nhánh nào. Ví dụ cái máy mà đang đặt locate ở đâu á, bình thường mà IT cài đặt là nó sẽ có cái tên chi nhánh luôn. Đúng như này không? Tại vì team tụi anh đang mặc định lúc nào đăng nhập vô là quận Gò Vấp hết, cho nên là nếu mà các bạn muốn đổi thì nếu mà cái người chủ muốn đổi thì click qua đây thôi. Đây nè, hỏi nè, muốn không? Ok, tôi đổi quận 1. Biết tại sao phải rõ ràng cái vụ chi nhánh này làm gì không? Chính xác. Quản lý sản phẩm cho nó đúng, quản lý kho cho nó đúng. Thôi chứ bây giờ tôi tạo đơn quận Gò Vấp nhưng mà hàng thì bán bên quận 1 là chết tôi luôn. Rồi đến lúc thất thoát hàng hóa rồi đổ thừa tại ai? Đúng không? Tại cái người này nè mọi người. Tại cái nick này nè mọi người. Đây nè, cái chỗ này là các bạn nhân viên mà đang xử lý đó. Cái nick này á, là do ban đầu mình đăng nhập vào. GoSell mình có bán những cái gói cho khách hàng, có thể tạo cái thông tin nhân viên cấp dưới. Ngoài ông chủ ra, ông có thể tạo được 1 nhân viên, 2 nhân viên, 3 nhân viên, 4 nhân viên, 5, tùy theo cái gói ban đầu họ mua. Thì họ mua càng cái gói càng cao cấp thì được càng tạo nhiều nhân viên, thì trong cái nhân viên đó thì họ được tạo nhân viên tính tiền, nhân viên bán hàng, nhân viên kho, nhân viên marketing, nhân viên bla 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 đó. muốn làm nhân viên đi làm. Thì cái nick chỗ này nè, các bạn thấy chữ Chi chấm đào không, là nick đăng nhập tài khoản này hoặc là bạn nhân viên, thì tất cả những cái đơn hàng này nè nó sẽ được ghi vô cho, ghi nhận vô cho các bạn nhân viên này, được chưa, được không? Rồi ở đây á, thì chúng ta cũng có thể có cái nút cài đặt, ở đây là mình cài đặt in biên lai, cài đặt khổ giấy in này nọ. Tại vì thường các bạn thấy là POS là bấm tính tiền cái nào nó ra cái bill liền, in bill liền, được chưa? Cho nên là có thể cài đặt ở đây rất là dễ dàng. Và với vai trò là các bạn là CS thì các bạn cũng không cần thiết, không cần nắm lắm vào cái kỹ thuật cài đặt máy in. Các bạn chỉ cần phân biệt là hiện tại mình đang có các khổ in gồm K57, K80 và A4. Và đây là ba khổ in rất thông dụng hiện tại. Thường á, theo anh thấy thường ở bên ngoài là họ dùng sử dụng K80. 95% là họ dùng K80. Được chưa? Rồi những cái dấu tích này nghĩa là gì? Các bạn muốn thể hiện cái thông tin này lên trên cái in lên cái bill đó hay không? Được không? Ví dụ bây giờ anh không thích in thông tin cửa hàng thì anh bỏ đi. Nhưng mà tốt nhất trong cái bill thì ít nhất cũng phải có tên thông tin cửa hàng, đúng không? Anh không thích tên thông tin khách hàng, bỏ đi. Cái này thì có thể bỏ được nè. Đó. Tại vì cái bill á, đôi khi á, các bạn tính tiền xong các bạn dục. Cái người buyer họ dục thì cái thông tin khách hàng ra ngoài thì nói chung là nó cũng không nên. Đó thì mình thấy như vậy thì mình tắt. Rồi tên nhà cung cấp dịch vụ bla bla bla, ngày tạo SKU sản phẩm là muốn thì ok rồi. Đó là mới là cái dòng đầu tiên trên này thôi, được chưa? Tiếp theo chúng ta có cái nơi chọn cái sản phẩm và chọn khách hàng. Thì á, theo cái logic đầu tiên nhất là mình đang là cái người thu ngân, đứng ở cái quầy thu ngân, khách hàng đứng trước mặt mình, đúng không? Thì mình sẽ hỏi họ cái câu gì đầu tiên theo mọi người? Anh có thành viên không? Anh có tích điểm không? Đúng không mọi người? Đây, rồi khách hàng trả lời có. Dạ anh cho em xin tên hoặc số điện thoại. Tên có thể trùng nhưng số điện thoại có trùng không? Đó, cho nên là theo như các bạn sẽ hỏi cái thông số gì để xác định đó là khách hàng chính xác. Số điện thoại cho nhanh. Giùm anh đỏ. Nó ra anh này. Thấy không? Thấy cái này không? Nó ra anh này. Dạ. Rồi, còn ví dụ bây giờ rồi nó không ra thông tin khách hàng nào hết thì các bạn hiểu đây là số điện thoại gì? Chưa có ai làm đăng ký hết. Anh cho em xin số điện thoại để em đăng ký làm thành viên tích điểm, mai mốt đổi quà đổi tiền nha. Khách hàng đồng ý, bấm vô. Dạ cho em xin tên, ví dụ như bạn Bảo đi, Chí Bảo đúng không? Chí Bảo nhập đại đi. Rồi giới tính, sinh nhật nếu có. Những cái này á, nếu mình biết thì mình nhập vô, còn nếu mình không biết thì thôi. Ví dụ địa chỉ, ví dụ mà bữa đó mình tức nghĩa là nếu vì lý do gì đó mình biết rõ hết những cái thông tin này thì mình nhập. Anh đang demo một cái khung cảnh thực tế ở cửa hàng thôi. Thường là người ta chỉ cần quan tâm tới tên và số điện thoại. Nếu mình biết thêm những cái kia thì mình chọn. Nhưng mà ví dụ như giới tính, mình nhìn là mình biết cái người đối diện mình giới tính gì, đúng không? Đúng không? Rồi địa chỉ, ví dụ như ngay thời điểm đó anh đang bán ở Hồ Chí Minh đi. Đâu rồi? Anh nhập đại đi. Rồi, đây là bắt đầu là mình lưu cái thông tin khách hàng này. Là mình có thấy cái giúp tạo tài khoản thành viên cho khách hàng này. Mình vừa mới nói người ta là anh cho em xin số điện thoại để tạo tài khoản thành viên là anh tích điểm đổi tiền đúng không? Vậy thì mình phải tích vô đây nha. Còn nếu mà bạn quên tích cái này là thôi luôn. Kìa. Rồi ở đây nó có một cái hết sức đặc biệt, cái thẻ. Thẻ nghĩa là gì? Các bạn thẻ nghĩa là gì? Tại sao ở đây nó có cái ô này? Mọi người ừ, phân loại thẻ có vẻ đang đúng hướng. Em có thể nói rõ hơn cái ý của em. À, tất nhiên là thứ hạng thành viên. À, chưa đúng. Phân loại. Phân loại khách hàng có vẻ đúng. Nói rõ hơn ý của em đi. Dạ, ví dụ như là có một cái loại sẽ không theo cái nhóm khách hàng rồi mua của cái cửa hàng mình sẽ không được cái marketing đúng cái nhóm. Chính xác. Đó là những cái anh cần các bạn CS nắm. Trong tất cả những cái lưu ý đầu tiên cho một bạn mới thì khi học và thông tin khách hàng, cái bắt buộc các bạn phải hiểu được cái thẻ này, và đây là một cái yêu cầu bắt buộc từ anh Minh. Thẻ này cực kỳ quan trọng, giúp cho nhà bán hàng làm được rất nhiều thứ sau này. Ví dụ anh trong cái cửa hàng của anh bán đủ loại bánh kẹo, anh ví dụ vậy đi, bánh kẹo thích ăn nha. Nhưng anh thấy ông này ổng bước vô trong cái giỏ hàng của ổng có các loại thực phẩm như sau. Thứ nhất là hộp sữa uống để bổ sung canxi cho người già. Thứ hai là một hộp chocolate đắt ít đường. Thứ ba là một loại bánh ăn kiêng dành cho người béo, họ muốn giảm cân. Ba loại bánh đó, vậy thì các bạn nhận định cái người khách đó họ có những cái thói quen gì sau khi đi mua hàng về, họ có những cái đặc điểm gì? Có nhớ được ba loại anh đang liệt kê không? Mà hay tôi ghi bên đây đi, ghê quá, tôi là người ra đề mà tôi nhớ không nữa. Đầu tiên là sữa giàu canxi cho người già, chocolate đáp, nãy tiếp theo là cái gì ta? Bánh ăn kiêng. Rồi theo em thì họ mua ba cái này dành cho cái nhóm đối tượng nào? Chắc chắn là đối diện mình nếu là một người lớn tuổi thì mình nhận định luôn người này đang cần bổ sung canxi. Anh đang phân tích logic để sau này các bạn chăm sóc khách hàng tốt đó nha, đúng không? Tức nghĩa là nếu sau này mình có cái nhóm sản phẩm giàu canxi, họ có phải là đối tượng khách hàng tiềm năng của mình không? Tụi em, nếu tụi em là nhà bán hàng, tụi em có nghĩ như anh nghĩ không, như anh đang vừa mới nói ra không, đúng không? Vậy làm sao để liên lạc lại họ khi sau này mình có một cái sản phẩm giàu canxi mới? Tìm họ, biết tìm họ ở đâu? Thẻ. Ví dụ anh sẽ gắn một cái thẻ là anh đặt đại thôi, sản phẩm cho người già. Anh để đi tiếng Anh đi. Online Inter. Rồi cái nhóm thứ hai chocolate đó, theo em đặc điểm của cái người mà sử dụng cái loại chocolate dot này có những đặc điểm gì? Ừ? Trẻ em không thích ăn dot. Trẻ em không thích ăn đát đâu. Đát tức nghĩa là cái từ chuyên ngành sô cô la luôn, rất là đắng luôn. Sô cô la đắng nha. Những cái loại, cái này là anh chia sẻ luôn, anh rất là thích ăn sô cô la đắt. Lý do nó tốt cho tim mạch, nó duy trì sự tập trung cao độ. Khi nào mà anh chuẩn bị làm cái gì đó cần năng lượng tập trung, anh sẽ ăn một viên khoảng cỡ này của sô cô la đắt. Trước khi anh chơi đá banh, anh ăn một viên. Sẽ có nhiều người uống nước tăng lực, nhưng anh thì chơi một viên sô cô la. Đó là cá nhân anh chia sẻ. Thì mình thấy được cái điều này, mình cần cái gì? Mình thấy được một đặc điểm tiếp theo của khách hàng thì mình sẽ nốt vô là anh có thể là để chữ sô cô la luộc đắng luôn. Mấy người mà thích ăn sô cô la đắng á là họ sẽ đặc biệt đi siêu thị, là họ chú ý đến cái loại nào mà liên quan đến cái sản phẩm họ quan tâm lắm. Đó, ví dụ vậy, sô cô la đắng. Rồi cái thứ ba là gì? Bánh ăn kiêng. Tức nghĩa là họ sẽ mua để phục vụ cho mục đích nào đó chứ. Họ có thể mua làm quà tặng hay làm cái gì anh không cần biết, nhưng họ phải có mục đích, đúng không? Vậy anh sẽ gắn tiếp một cái thẻ là diet. Đó. Rồi. Các bạn biết lưu cái này làm cái gì không? Rồi từ từ cứ lưu lại ba cái keyword này nha. Anh sẽ để cái keyword vào đây. Viết không có cần cách ra luôn. Các bạn hiểu được anh đang làm gì không? Sau này các bạn sẽ support khách hàng của các bạn. Khách hàng của bạn sẽ cảm thấy cực kỳ chuyên nghiệp bởi các bạn nhà mình đây. Rồi anh bấm thêm, tạm thời chưa trả lời cái câu này, cứ gắn thẻ này để làm gì, bấm vô thêm. Rồi chúng ta đã có khách hàng đầu tiên, Chí Bảo. Cái ông Bảo này, ông tạm thời mình lưu lại vậy thôi, và nó không có liên quan đến những cái thẻ nãy giờ mình đang làm, đúng không? Rồi chúng ta sẽ mở lại cái mạch bài của mình, đó là tạo một cái đơn hàng cho cái ông Bảo. Ông Bảo này, ông vô ông mua cái gì? Bánh ăn kiêng. Cái chữ kiêng rồi, anh nhớ mình có bán cái bánh rồi đâu có tiêu rồi. Thôi ví dụ như bây giờ ăn bánh kem Pháp, đậu phộng đi, cũng giảm cân đó, ăn đậu phộng cũng giảm cân đó. Ví dụ vậy đi. Rồi, không thiệt mà ăn đậu phộng giảm cân mà. Thì bớt kem ra giùm anh. Anh ví dụ, anh nhớ lúc trước anh có tạo cái bánh ăn kiêng mà ra. Rồi tép ổng mua cái gì nữa đây? Có không? Mà thôi đại loại vậy đi. Mua cái gì nữa đây? Rồi mua cái bánh mì nướng đi. Tạp trứng đây. Hôm nay bèo lắm, kiêng luôn. Rồi, đại loại vậy. Ông vô ông mua những cái này thì nhìn vô nha, có nghĩa là mình chỉ việc gõ cái tên. Nhưng mà thật ra theo các bạn, ở cái quầy thu ngân nó có cần gõ tên không? Chúng ta có cái công cụ gì? Súng bắn mã vạch. Đây nó đây này, thấy không? Nhưng mà tại vì các bạn biết sao anh không demo được cái này không? Lý do là tại vì á là anh không có kết nối với cái máy thực sự. Khi mà kết nối máy thực sự á, lít vô đây là nó sẽ hiện lên cái hình để bạn, được chưa? Các bạn thông cảm. Thì cái máy đó, nó nằm ngoài kia kìa, ngay ngoài lễ tân đó, máy POS đó làm trải nghiệm. Thì đại loại như là nãy giờ anh có thể chọn theo tên sản phẩm, SKU hay mã vạch thì anh có thể chọn tùy. Mình có 3 option để mình tìm. Được chưa? Rồi coi như là chọn xong sản phẩm rồi ha. Ví dụ như mình dùng cái súng bắn mã vạch, mình bắn chéo chéo mấy cái, nó ra được 2 cái sản phẩm như vậy. Rồi bây giờ mình nhìn vào cái trang checkout, chúng ta sẽ thấy cái gì? Tổng tiền hàng 295. Khách hàng này lấy hàng tại chỗ luôn hay là hàng giao hàng ở đâu? Chúng ta sẽ có cái tính năng giao hàng. Nếu khách hàng muốn, em ơi giao cái đồ này đến địa chỉ nào đó cho anh, thì mình sẽ click vào. Thì khi mình click vào nó sẽ tự động fill cái địa chỉ mà mình đã lưu lúc nãy của khách hàng. Nhưng nếu khách hàng muốn chuyển qua chỗ khác thì mình vẫn có thể chỉnh sửa lại ở chỗ này, được không? Đơn giản không? Tùy chọn giao hàng, chúng ta đang có các phương pháp cài đặt đó là tự vận chuyển, tức nghĩa là shop tự vận chuyển và mình sẽ thu phí đó là 10.000. Những cái này là cài đặt hết ở trong hệ thống của mình. Cài đặt ở đâu? Nhìn vô đây mọi người. Cài đặt ở đâu thì nhìn vô đây. Ở trong trang admin kéo xuống dưới cùng, những cái gì mà mình gọi là cài đặt cho hệ thống chung thì nó nằm ở cái nút cài đặt ở cuối cùng của trang admin ở đây, thấy không các bạn? Anh nhớ nói nha, là những cái gì mà cài đặt cho hệ thống chung của mình thì nằm ở đây. Cài đặt tài khoản, chỉnh sửa thông tin cửa hàng, cái này hôm qua học rồi đúng không? Chỉnh sửa thông tin để bỏ lên web, đúng không? Giao hàng thanh toán, đây giao hàng thanh toán thì chúng ta đang có các đơn vị vận chuyển là giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, Ahamove, Việt Nam Post và tự vận chuyển. Ở trong cái tự vận chuyển này, cái từ tự vận chuyển này nghĩa là shop của mình có đội vận chuyển, hoặc là mình tự tìm cách mình giao cho người ta bằng những cái cách nào đó của cá nhân mình. Thì cài đặt phí vận chuyển nó nằm ở trong đây. Ví dụ phí nhẹ là 10.000, phí nặng hơn là 20 đó, ví dụ như vậy, được chưa? Nằm ở trong đây cài đặt. Các bạn có thể vào đây để thêm khu vực vận chuyển hoặc bảo chỉnh sửa cái thông tin giao hàng nếu cần, rất đơn giản. Được không? Thì cái 10.000 lúc nãy nằm đây nè. Tại sao trong đơn hàng là nó tự động nó hiện 10.000 là nó do mình cài đặt ở đây nè các bạn. Được chỗ này không? Rồi, các bạn đang click theo đúng không? Tới được cái chỗ cài đặt chưa? Đó. Rồi, trở lại POS của mình. Ở đây khi mình nói tự vận chuyển nó sẽ giao là nó sẽ tự động hiện lên cái phí là 10.000. Ban đầu là 295 thêm 10 nữa rồi đó nha. Thuế. Tùy theo doanh nghiệp có muốn tạo thuế hay không. Cái này hôm qua học chưa? Tạo sản phẩm có thuế. Chọn chưa? Hiểu không? Nắm chỗ này không các bạn? Thì ở đâu ra cái số này? Là do những cái sản phẩm này mình đã add cái thuế nó vào rồi. Được không? Thì hệ thống tự động cộng thuế chỗ này. Cộng vô tổng cộng 328.600 đồng. Điểm sử dụng đang có một cái ô ngoặc nhỏ là 0. Các bạn hiểu là gì? Hiện tại khách này là mới và chưa có điểm, nhưng nếu mà họ đã mua nhiều lần là họ đã được tích điểm rồi thì điểm sử dụng chỗ này nó sẽ không phải là 0. Và nếu mà khi không phải là 0 thì họ có thể tích vào để sử dụng điểm. Ví dụ mình đang quy định rằng một điểm quy đổi là 1.000, hiểu không? Thì khi mà tích vô, ví dụ người ta đang có 15 điểm, họ tích vô thì nó sẽ trừ 15.000 cho người ta. Nắm chỗ này không? Nhưng bây giờ khách này mới quá, từ từ anh tạo đơn xong cái đã. Tạo đơn xong là cái ông này ổng yên tâm, ổng có cái gọi là cái điểm luôn. Rồi bây giờ anh ví dụ ông Chí Bảo này, để anh vô cái khách hàng này, anh chỉnh sửa thông tin, anh thêm cái email vô. Nên lâu không phải. Rồi bắt đầu địa chỉ giao hàng cũng đã có, khuyến mãi gì cũng đã có. Khuyến mãi mình coi coi có cái gì không. Hiện tại shop đang có các mã giảm giá như sau, có 3 cái, ơi có một đống luôn nè. Đó bây giờ ông muốn chọn cái gì? mã không hợp lệ, mã không hợp lệ, mã áp dụng thành công. Vừa mới áp dụng đây nè, giảm tối đa 70%. Ôi sướng quá, khách hàng đầu tiên mua, lần đầu tiên mua hàng là được giảm đến 70%. Chúng tôi đã áp được một mã rồi đây, các bạn thấy không nè, đang từ 300 mấy xuống còn 112 nè, thấy không? Ngon không, ngon không? Vậy thì việc của khách hàng sẽ là nhớ follow website, kênh Facebook và Zalo official account của tôi nha. Lâu lâu sẽ có những cái mã giảm giá được gửi lên trên đó, ok không? Đó là các kênh bán hàng của mình đúng không? Khách hàng cầm cái mã đó, đặt điều kiện chỉ áp dụng thanh toán tại cửa hàng, thế là ten thách cái mã đến cửa hàng mua được giảm 70%. Lúc nãy 300 mấy đúng không tụi em? Được giảm thẳng luôn nè, được không? Hoặc bây giờ không thích chơi cái mã đó thì đang bữa đó ông chủ ông đứng kế bên, ông thấy cái khách hàng nữ đó dễ thương quá, ông thích giảm thẳng tiền luôn, thì chúng ta cũng có thể chọn theo số tiền giảm hoặc giảm theo phần trăm rồi, được không? Rồi có bao nhiêu cái mã giảm nó nằm ở đây, nó sử dụng được hết. Mã không hợp lệ đó, lại vậy. Rồi coi như chọn voucher đã xong, bây giờ clear hết rồi thì chúng ta sẽ tiếp tới đó là phương thức thanh toán. Xem tất cả phương thức thanh toán. Đối với POS thì có tiền mặt, chuyển khoản, mPOS. Và mình muốn coi mình có bao nhiêu phương thức thanh toán thì chúng ta lại vào trong phần cài đặt, giao hàng và thanh toán. Hồi nãy là cài đặt về giao hàng rồi, bây giờ mình sẽ cài đặt về thanh toán. Các phương thức thanh toán có thể có mPOS, thẻ ATM. mPOS là chỉ có dành thanh toán lại quầy thôi, các bạn thấy không? ATM, thẻ tín dụng, thanh toán khi nhận hàng, thanh toán tại quầy, chỉ dành cho dịch vụ. MoMo chỉ dành cho sản phẩm và dịch vụ. Công nợ. PayPal, chuyển khoản. PayPal biết là gì không? Là gì? Nó giống như MoMo nhưng mà nó là trường quốc tế, còn MoMo mình là nội địa mà. Đó, hiểu như vậy cho nó nhanh. Rồi tạm gọi là đang cài đặt như vậy thì các bạn cũng thông cảm. Trong tất cả buổi học demo, thì trainer sẽ chọn phương án là tiền mặt và phương pháp giao hàng là tự giao hàng để anh Chi, để không ảnh hưởng với các hệ thống còn lại, hiểu không? Lỡ mà thanh toán thẻ Visa mất công lại, lỡ mà nó chặt tiền thiệt rồi lại ra cái giao dịch thật thì nó không đúng nha. Cho nên là đừng có bắt bẻ trainer cái chuyện là anh thử giùm em thao tác bằng Visa giùm em cái ha, cái này không cả. Rồi ghi chú, đóng gói cẩn thận nha. Rồi bây giờ có áp dụng tích điểm hay không? Nếu có thì không tích, còn nếu tích thì không có. Đó, nó ghi rõ ràng đây nè, không ta áp dụng tích điểm. Tại sao phải có cái nút tích này? Theo như lý là phải tích điểm cho người ta chứ. Câu hỏi này là một câu hỏi mà doanh nghiệp sẽ hỏi. Nếu gì là em chưa hỏi, em chưa hiểu logic. Nó đang để là không áp dụng tích điểm, nếu em tích vào mới là không áp dụng. Còn... tại sao không tích cho người ta? Tức là người ta muốn để điểm thì có, không để điểm là do điểm sử dụng ở trên này mà. Tích điểm tức nghĩa là sao? Mua thêm được bao nhiêu điểm nè. Bây giờ anh mua thêm một cái đi cho nó đủ điểm này. Rồi đó, tổng điểm có thể tích được cho đơn hàng này là 10 điểm. Và bây giờ có muốn tích điểm hay không? Trường hợp nào không cho người ta tích điểm? Như em là người mua, em có muốn tích điểm không? Anh hỏi thiệt, anh muốn Anh có thể sao anh không dùng cũng được, nhưng cứ test cho anh đi, nó tính anh nó ngọt vậy đó, anh muốn có chứ không muốn bớt. Vậy thì khi nào thì không test? Nếu không mua đủ số lượng nó tự động, giống như lúc nãy tại sao anh phải add thêm một cái đó là nó kêu là mua thêm ít nhất 11.500 đồng nữa để được nhận được 10 điểm, đúng không? Sẽ có những sản phẩm, nếu có những sản phẩm không cho tích điểm thì nó cũng sẽ không trừ, nó không cần trừ vô đây, đã được cài đặt trong hệ thống hết rồi. Tại vì biết làm sao không, tại vì sẽ có những lúc cửa hàng mình có những cái chương trình giảm giá trực tiếp ngay tại đó luôn, cho nên chúng ta sẽ bỏ đi cái tính năng là tự động tích điểm. Người ta đã được giảm ngay ngay lúc đó rồi, tích được hơn người ta được double sao, đúng không nào? Nắm cái này không đó? Cho nên là khi doanh nghiệp hỏi các bạn phải nhớ được những cái chi tiết này nha. Cho nên là các bạn thấy rằng nổi một cái việc check out không, mạnh Minh ảnh ngồi nói từ nãy giờ phải 40 phút, không có 30 phút. Có một cái trang này bấm đợi từ bấm tính tiền bấm hoài luôn không xong, là lý do là tại vì anh muốn dạy các bạn những cái đầu tiên nó thiệt kỹ, để sau này, để chiều hôm nay là mình học những cái phương pháp tính thanh toán còn lại á, ấy những cái đơn hàng còn lại nó rất là trơn tru và dễ dàng, mà chúng ta không có cái thắc mắc gì nữa. Có tích điểm hay không thì quyết định của bạn là tích vào hay không. Ở đây chúng ta sẽ, đây là đơn hàng đầu tiên của khách hàng cho nên không tích nha. Rồi anh bấm hoàn tất. Vì sao khi mà áp mã khuyến mãi vô đó thì mặc định là không tích điểm cũng được mà sao? Áp mã khuyến mãi là nó đã trừ cái số tiền đi rồi. Thì ý là khi mà áp mã vô rồi thì mặc định là không cộng điểm đi. Không, cộng điểm là chi? Để cái ông khách hàng ông có điểm cho cái việc mua tiếp theo. Còn áp mã là để giảm giá cho cái đơn hàng ngay lúc đó. Hai cái ý nghĩa nó khác nhau. Dạ, em cũng hiểu rồi đó, nhưng mà khi mà anh nói về cái phần mà áp không áp dụng tích điểm đó, đúng không? Khi mà khách hàng là áp mã khuyến mãi đi thì mặc định là nó sẽ không áp dụng tính điểm. Vậy thì để cái nút nó có dư thừa không? Chắc là ít đi mua sắm đúng không? Sẽ có những cái lúc nó như vậy nè, thực tế luôn. Cái chuyện bạn tích, bạn được giảm giá voucher được rồi, nhưng mà ngay lúc đó nó có cái chương trình là nếu anh mua đủ 500.000 thì anh được một cơ hội đi ra bốc thăm trúng thưởng. Vậy thì mình có cần, tức nghĩa là người ta đổi cái việc mua đủ 500.000 để được ra bốc thăm trúng thưởng. Cho nên chúng ta không cần tích tiếp điểm cho họ nữa. Còn nếu mình lỡ mình quên mình tích thì coi như khách hàng đó các bạn gọi là cũng có chút lợi thế, vẫn được tích điểm mà vẫn được đi ra bốc thăm trúng thưởng. Thì cái đó là tùy cái định hướng của doanh nghiệp ở thời điểm đó thôi. Các bạn lưu ý, mình là một đơn vị cung cấp cái nền tảng cho nên mình phải để hết tất cả các option cho khách hàng. Còn khách hàng thời điểm nào họ muốn chọn kiểu nào thì họ chọn, hiểu không? Cho nên là các bạn cần phải nắm được và giải thích được những cái này cho khách hàng, được không? Rồi anh tạo đơn xong rồi đó, bây giờ mình sẽ thấy cái gì? Mình vào đơn hàng, lưu ý tất cả các kênh bán hàng, nhớ cái câu này của anh nha, tất cả các kênh bán hàng khi tạo đơn hàng thành công nó sẽ đổ vào cái tab đơn hàng này của mình. Rồi cái đơn hàng đầu tiên khách hàng Chí Bảo nó nằm đây luôn, đã giao hàng luôn, được chưa? Mình lít cho mình coi nè, này đơn hàng có mã số như vậy, người tạo đơn chủ shop. Nếu mà là một bạn nhân viên bán hàng thì sẽ để chỗ này sẽ là người tạo đơn là tên bạn nhân viên đó, được chưa? Rồi muốn in lại đơn hàng cho người ta khi người ta hỏi gì đó thì in. Rồi thông tin bla bla bla, chúng ta sẽ thấy được một thông tin nữa là đây là đơn hàng, tất cả khách hàng được tạo thông tin, có thông tin mua hàng trên mình, nó sẽ đổ vào một cái tab nó có tên là khách hàng, hay còn được hiểu là CRM, đã được tích hợp vào hệ thống GoSell. Đây thành viên Chí Bảo, thấy không? Đơn hàng đầu tiên tổng cộng có gắn các thẻ sau, bla 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 đó. Nếu sau này biết được ngày tháng năm sinh của họ, mình vào đây mình chỉnh sửa xong mình bấm lưu là xong. Dạ. Rồi chúng ta vừa mới kết thúc cái việc học về POS. Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp về những cái phần còn lại cho nó đủ luôn cái agenda này, tất cả các kênh, được chưa? Và cả kênh bán hàng cộng tác viên. Đó. Mặc dù cái POS của mình nó nằm ở cái khúc gần như là ở cái khúc giữa và cuối của phần 3, nhưng mà vì nó là cái khởi nguồn của bán hàng, nó khởi nguồn của tất cả, thì anh sẽ dạy nó đầu tiên, được chưa? Và nãy giờ về POS các bạn có thắc mắc gì không? Đây, đó, anh đang để giao diện POS nè, mọi người có thắc mắc nhau. Nhớ khi học mà hôm qua đã học overview rồi, anh nói 4 cái cụm từ như sau cho các bạn, anh ôm lại. GoSell của mình, điểm mạnh nhất của mình đó là kết hợp tất cả, đồng bộ tất cả các thông tin vào một nền tảng duy nhất, nắm chỗ này ha. Và 4 chữ đồng bộ các bạn cần thuộc, đó là đồng bộ sản phẩm, hôm qua học rồi, được không? Đồng bộ kho hàng, hôm qua học rồi. Đồng bộ đơn hàng, hôm nay học. Và đồng bộ khách hàng, hôm nay học. Học lại cho anh 4 cái đồng bộ, xem bạn nào. Đồng bộ gì? Hoặc ai nhớ cứ trả lời. Đồng bộ sản phẩm, đồng bộ đơn hàng. Gì? Đồng bộ khách hàng và đồng bộ kho hàng, chính xác. Nhưng mà mình nên lại mình lại nên phân định ra nha, cho nó có logic. Đầu tiên muốn bán hàng thì phải có sản phẩm, đúng không? Sản phẩm có số lượng, sản phẩm số lượng là kho hàng, các bạn nhớ vậy cho nó logic. Sản phẩm, kho hàng, khách mua hàng thì xuất hiện đơn hàng, và cái người mua nó sẽ là khách hàng. Đồng bộ 4 cái đó nghĩa là gì các bạn? Có giải thích được không? Đồng bộ sản phẩm nghĩa là gì? Và tất cả những sản phẩm từ các kênh bán hàng đều sẽ tập trung vào cái platform. Đúng. Nhưng chưa đủ. Chưa đủ áp phê. Ví dụ anh đang có một bán hàng, anh có 4 chi nhánh bán hàng, 4 chi nhánh nó có 4 cái kho hàng luôn đó. Một cái ở Sài Gòn, một cái ở Đồng Nai, một cái ở Phan Thiết, một cái ở Nha Trang, 4 cái. Anh đang có một website, anh đang có bán hàng trên Facebook, anh đang có bán hàng trên Zalo, anh đang bán trên 10 shop trên Shopee, một shop Lazada, một shop TikTok. Đó, anh bán đủ thứ gì đó. Vậy việc đồng bộ sản phẩm có ý nghĩa gì? Cái này giống như ôn bài thôi. Tức là khi mà anh tạo mới sản phẩm thì anh chỉ cần vô một hệ thống để tạo. Chính xác. Chúng ta không cần phải lên từng chỗ để người ta tạo. Ngồi một chỗ nhìn vô một màn hình của GoSell, tạo đúng một sản phẩm và tích chọn tất cả những cái còn lại nó được xuất hiện mà được đồng bộ. Mình phải đỡ đi đến từng shop, từng chỗ để mình chỉnh, mất công không tụi em? Đó là đồng bộ về sản phẩm. Còn đồng bộ về kho hàng nghĩa là gì? Cũng cái ví dụ vậy luôn, nồi shop như vậy đó. Rồi, có vẻ không ổn hôm qua rồi. Những cái cơ bản này cần các bạn phải được quán triệt ngay từ hôm qua. Rồi không sao, anh sẽ dạy luôn. Đó là tương tự như cái đồng bộ sản phẩm, anh đang có rất nhiều cái cửa hàng như vậy. Ví dụ anh đang có đây, nhìn vô màn hình, anh có đang anh nè, nhìn vô cái số lượng kho cái bánh panini này của anh đang có 96 đúng không? Đúng không các bạn? Anh chọn một. Thì các bạn phải hiểu rằng là nếu anh mua tại chi nhánh Hồ Chí Minh một cái thì hệ thống nó cũng sẽ tự động nó trừ. Ở tất cả chi nhánh còn lại sẽ là chỉ còn là 95. Hồi nãy nó 96 đúng không? Nếu anh mua xong thì nó chỉ còn là 95. Và ví dụ ở Đồng Nai mua 5 thì lúc này anh muốn mua lại nó chỉ còn là 90. Nắm trong này không? Điều đó nó giúp ích gì cho doanh nghiệp? Biết được số lượng hàng tồn ở trong kho để làm chi? Đầu tiên chủ sẽ chủ động trong cái việc điều tiết hàng hóa, nhập hàng thêm hay không. Thứ hai là thấy được kho nào còn ít hàng mình sẽ chuyển hàng qua lại giữa các kho, đúng không? Nó vẫn là điều tiết. Cái quan trọng nhất đó là trải nghiệm của người mua không có bị xấu đi. Các bạn tưởng tượng như thế nào? Ví dụ có một cái món hàng hot, rất là hot, các bạn đã trả tiền luôn rồi, thanh toán trước rồi, nhưng cửa hàng gọi điện thoại lại cho bạn là hết hàng. Điều gì sẽ xảy ra trong đầu các bạn khi các bạn rơi vào trường hợp đấy? Các bạn rất muốn có món hàng đó, các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Không chỉ dừng lại từ không hài lòng đâu em, biết rồi nhưng mà quạo lắm, đúng không? Nếu như cả thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn đúng một cái món hàng đó, mình đã trả tiền thanh toán đơn thành công. Vậy việc đồng bộ kho hàng cực kỳ quan trọng, đúng không tụi em? Đúng không? Nó không chỉ dừng lại ở việc như bạn Trinh hồi nãy nói là do ông chủ ông sẽ có cái nhìn vô để ông điều tiết được hàng hóa là đúng, cái đó là tuyệt vời, nhưng mà giúp cho doanh nghiệp hoàn toàn kiểm soát được cái trải nghiệm của cái người mua. Và trải nghiệm người mua, tức là theo cái người bán họ nói là trải nghiệm của khách hàng mới là số 1, đúng không? Làm mất lòng khách hàng đi. Bây giờ với thời đại công nghệ bây giờ lên nó report review chừng 3 bài thôi là xong luôn, đúng không? Cho nên rằng là đồng bộ kho hàng nó là như vậy. Và hôm nay chúng ta học tới hai cái còn lại, đó là đồng bộ đơn hàng và đồng bộ khách hàng. Nghĩa là giờ đó dạy rồi đó, nói đi, đồng bộ đơn hàng nghĩa là gì? Tức là tất cả hàng, nghĩa là tất cả đơn hàng từ cái kênh mà điện tử từ cái hàng này nó bán hàng khác nó sẽ gom vậy đó. Đúng, nãy nó nói rồi nè, hồi nãy lúc mà anh mở cái tab đơn hàng anh đã nói rồi, tất cả các đơn hàng từ tất cả các kênh mình đang bày bán khi có người mua là nó đổ vào đúng một chỗ này thôi, không có chệch đi đâu được. Và đơn hàng thì có cái gì? Mỗi một đơn hàng sẽ có mã đơn hàng, có người nào mua, có thông tin đầy đủ hết, không có chệch đi đâu được, được không? Rồi tương tự như vậy, đồng bộ khách hàng nghĩa là bất kỳ ai mua hàng khi cho phép mình khai thác thông tin nhập vô đây thì nó sẽ đổ vào hệ thống của mình. CRM nằm ở đây, tab khách hàng và đang là thành viên, được chưa? 4 cái đồng bộ cực kỳ quan trọng. Chiều nay 2 giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp ở bên phòng chat.